Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ ươm giống của cây lựu nha các bạn. Thì những hạt lựu này á, các bạn nhìn thấy chưa? Rất là ngon, mình mua về mình ăn á, thì mình lựa những cái trái tròn đẹp như thế này nè. Đó, mình mua lựu này thì mình mua ở Costco đó các bạn. Về ăn rất là ngon, ăn xong giống như mình đừng có nuốt hạt. Mình lấy cái nước thôi, còn cái hạt thì mình chừa lại để mình ươm nha các bạn. Rồi bây giờ nếu mà các bạn không có thích ăn thì mình làm cách khác, mình bóp ra, mình lấy hạt, mình ươm. Thì bây giờ xin mời các bạn và các em nhỏ xem mình ươm hạt lựu như thế nào nha. Đây là những quả lựu rất tốt để cho mình trồng nè các bạn. Trái lựu no tròn căng như thế này, thì khi mình tách ra mình nhìn thấy những cái hạt nó như thế này nè. Đó là trồng rất là tốt ha. Cái hạt nó đỏ sậm mà nó căng mọng như thế này, ăn rất là ngọt. Thì mình trồng. Còn những cái hạt nào mình tách ra mà nó màu trắng, có hồng, màu hồng hồng nhạt nhạt ấy, thì mình đừng nên trồng nha các bạn. Thì những cái hạt đó nó chưa có đủ già. Rồi bây giờ thì mình tách hạt ra, mình bỏ vô trong cái rây như thế này. Các bạn nào thích ăn ấy, thì mình bỏ vô miệng mình ăn, mình hít, mình lấy cái nước này đi. Rồi còn cái hạt mình đừng có cắn bể hạt nha. Cái hạt mình bỏ lại vô trong cái rây như thế này, mình bỏ qua cái lưới. Đó, bỏ qua cái lưới mình chà qua chà lại như thế này thì những cái nước ngọt của cái hạt lựu á nó ra, nó chỉ còn cái màng bọc xung quanh cái hạt thôi. Cái màng bọc đó thì mình để dành, mình đừng có lột hết ha. Mình để mình ươm thì nó sẽ hút nước, nó tạo độ ẩm cho cái hạt sẽ mau nảy mầm nha các bạn. Đó, mình không cần phải lột kỹ cái hạt này đâu, chỉ cần bể cái nước ngọt ra ha. Xong rồi rửa sơ hai lần cho nó sạch cái ngọt thôi. Rồi mình sẽ rửa qua một lần nước nữa nha các bạn. Đây có một tô nước mới nè, mình sẽ rửa sơ một cái phần ngọt ở trong cái hạt lựu này, nó còn cái này nó ra hết nha. Ươm cây, ươm hạt giống cũng vui lắm các bạn. Mình đợi từng ngày mình thấy nó nảy mầm lên mình thích lắm. Có một số bạn ươm hạt giống rồi gửi thư cho mình nói là đã ươm lên chừng này rồi. Nhìn thấy các bạn say mê trồng trọt mình cũng vui lắm. Mình đổ cái phần hạt này vào trong một cái ly nhựa hay ly chai cũng được. Đó, mình đổ nước bình thường, nước không nóng không lạnh nha các bạn. Mình ngâm ở trong nước như thế này, nước ở nhiệt độ bình thường, không nóng không lạnh nha các bạn. Mình ngâm một ngày. Đó, mình ngâm khoảng 24 tiếng đồng hồ thì sau đó mình sẽ đem ra mình ươm nha. Đây là cái ly mình ngâm ngày hôm qua nè các bạn. Đó. Thì mình ngâm á, có một số hạt nó nổi lên trên nhưng mà mình cũng ươm luôn nha các bạn. Tại nó có cái bọc á, rồi nó nhẹ nó nổi lên trên chứ không phải hạt hư thì mình ươm hết đi. Những cái hạt nào á lên đó thì mình lấy, còn không lên đó thì thôi. Nhưng mà đa số là hạt lên rất là nhiều, mình ươm nè. Đó, thì bây giờ bắt đầu mình sẽ ươm nha. Đó, khi mình ươm trồng á thì mình hay dùng một loại đất lót xoay nha các bạn. Đất lót xoay hoặc là các bạn mua các loại đất ở bên Việt Nam mà đất chuyên trồng cho tất cả các loại cây á, các bạn ươm nó cũng dễ lên lắm ha. Đó, thì khi mình ươm mình xới sơ đi ha, xới cho đất nó tơi xốp đi chút xíu. Những hạt lựu này thì mình đã ngâm qua 24 tiếng đồng hồ rồi nha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ tưới thẳng vô trong này luôn ha. Đó. Các bạn thấy mỗi lần mình ươm á, mình thích ươm rất là nhiều hạt. Đó, ươm như thế này á thì sẽ có vài hạt nó sẽ không lên, nhưng mà đa số là những cái hạt nó lên mầm rất là thương, nhìn rất là dễ thương các bạn. Thì mình trộn đều ha. Đó. Mình đừng có chặn cái hạt xuống sâu quá, mình chỉ trộn đều phớt phớt nằm ở trên mặt đất như thế này thôi. Đó, những cái hạt lựu của mình nó thấm lấm tấm xung quanh những hạt đất. Xong rồi mình lấy một chút xíu đất nữa ha, mình rải sơ lên trên này. Tức là mình đừng có làm cho cái hạt lựu nó nằm sâu ở dưới cái mặt đất này nha các bạn. Sơ sơ thôi. Đó, như vậy là ok rồi ha. Còn cái chậu bên này thì chút xíu nữa mình sẽ trồng cây lựu.
đó. Như vậy thì mình sẽ tưới nước lên nha các bạn. Hạt lựu này, sau khi mình đã ươm những hạt lựu vô trong cái chậu như thế này thì mỗi ngày mình sẽ tưới một lần nước nha các bạn. Mình tưới vừa vừa thôi, tưới ít ít như thế này thôi ha. Đó, đừng có tưới nhiều nước quá thì cái hạt của nó sẽ bị úng nha các bạn. Khi nào mà các bạn thấy nó lên cây mầm thì mình tưới 2 ngày một lần nha. Khi chưa lên mầm thì mỗi ngày mình tưới một lần, lên cây mầm rồi thì 2 ngày mình tưới một lần. Mình tưới nhiều nước quá thì cái hạt mầm của nó sẽ bị úng nha các bạn. Các bạn nhớ mình dặn nha. Rồi bây giờ mình sẽ dùng cái miếng bao ni lông như thế này các bạn. Cái bao này là mình dùng để đậy thức ăn đó, thì mình đậy cho cái chậu này để tạo độ ẩm cao. Mình đậy sơ như thế này thôi nha các bạn, mình đừng có dùng dây thun mình cột lại nha. Đó, mình chỉ để sơ như thế này thì mỗi ngày mình dỡ ra, mình tưới xong là mình đậy lại nha các bạn. Mỗi ngày tưới một lần, khi nào hạt lên mầm 2 ngày mình tưới một lần nha. Đó, lên mầm thì mỗi ngày mình tưới một lần thì nhiều quá thì cái hạt mầm nó sẽ dễ bị úng. Mình không có dùng đậy kín lại nha các bạn, mình chỉ đậy sơ sơ như vậy thôi. Các bạn đừng có lấy dây thun mà cột lại nha, thì chỉ cần sơ sơ như vậy có một ít không khí nó tràn vào để cái hạt mầm của mình phát triển. Đó, mình làm như thế này thì sau đó mình sẽ để trên cửa sổ. Mình không có đem cái chậu này ra ánh sáng mặt trời, ra nắng liền nha các bạn. Mình để hưởng ánh sáng qua cửa sổ thôi. Thì sau khi mình đậy như thế này, mỗi ngày mình tưới thì mình dỡ ra như thế này nè các bạn. Đó, đó mình tưới thử cho các bạn xem ha. Mình cứ dỡ ra như vậy, mình tưới sơ sơ như thế này, ít ít nước như thế này, rồi mình đậy lại tiếp. Mỗi ngày một lần thì khoảng 8 ngày, 7-8 ngày cho đến 10 ngày mình thấy nó nảy mầm lên các bạn. Cái mầm nó màu trắng. Thì khi mà nảy mầm lên thì mình tưới 2 ngày một lần nha các bạn. Đó, cách 2 ngày mình mới tưới một lần. Chứ khi cái cây nảy mầm rồi mình tưới mỗi ngày một lần thì sẽ bị úng nước đó. Thì bây giờ mình sẽ bỏ cái cây này trên cửa sổ nha, cửa sổ kia. Đó, rồi 8 ngày sau mình sẽ thấy mầm lên. 8 cho đến 10 ngày nha các bạn. Các bạn ở xứ nóng thì sẽ mau lên mầm hơn đó. Còn ở xứ lạnh thì mình thấy từ 8 cho đến 10 ngày. Ok, cửa sổ đây các bạn. Đó, mình ươm trồng cây cối là nhờ cái cửa sổ thôi. Rồi, bây giờ mình sẽ cho các bạn thấy những cây giống mà mình ươm trong 3 tuần qua cho các bạn xem, dễ thương lắm. Đây là những cây giống mà mình ươm trong 3 tuần qua. Bây giờ có cây cũng cao hơn 4cm rồi, có cây thì thấp hơn. Đó, tùy theo những hạt giống nó phát triển khác nhau nha các bạn. Cho nên mình phải ươm nhiều như thế này. Đó, thì mình mới tìm được những cái cây nào mà mình cảm thấy là phát triển mạnh nhất, tốt nhất thì mình giữ, mình làm giống. Rồi, bây giờ mình sẽ trồng những cái cây giống này. Mình bứng ra cái chậu mình trồng như thế nào để cho các bạn thấy nha. Thì mình ươm cho các bạn thấy vậy thôi, chứ mình trồng mình chỉ giữ vài cây thôi. Chứ trong nhà mình nó rất là chật chội cho nên mình không có giữ nhiều cây giống ha. Đó, đất thì khi mình trồng mình sẽ dùng một loại đất hóp xoay nha các bạn. Ở Việt Nam thì các bạn tìm những cái loại đất nào mà mình chuyên trồng cho tất cả các loại cây. Nếu các bạn không có thì các bạn lấy đất vườn cũng được ha. Thì đất tơi tơi xốp xốp một chút xíu, đừng có bùn, đừng có đất sét quá thì cái cây này cũng khó nảy mầm. Đừng có lấy cái đất mà sệt sệt, nó bị nước nhiều á thì cây này cũng khó nảy mầm lắm các bạn. Nó thích tơi tơi xốp xốp như thế này nè. Thì bây giờ mình sẽ bứng cái cây này ra trong cái chậu này mình trồng. Thì cái chậu lớn lớn như thế này thì mình trồng 2 cây một chậu ha. Rồi khi nào nó lớn một gang tay thì mình trồng vô cái chậu lớn, hoặc là mình đem ra ngoài mình trồng. Thì lựu thì sống ở xứ nóng, cũng không biết xứ lạnh có sống được không nữa. Rồi bây giờ mình sẽ bứng ra nha. Wow, cái rễ nó cũng sâu quá. Nè, cái rễ của nó nè. Các bạn thấy chưa? Nó dài quá chừng ha. Đó, cái cây của nó. Rồi, các bạn thấy chưa? Cái rễ của nó nè, rất là dài. Đó. Rồi cái cây của nó nè, dễ thương ha.
Mình trồng sao để lên cho cái cây thành cổ thụ luôn các bạn. Cây lựu này nó sống rất là lâu. Các bạn thấy những cây lựu của mình ươm trong vòng 3 tuần nè, đó, lên cây rất là xanh tươi khỏe mạnh. Thì mình để gần cửa sổ nha các bạn, đừng có đem ra phơi nắng. Thì khi nào mình trồng cứng cáp lên khoảng chừng này ha, khoảng nửa gang tay thì mình đem ra ngoài mình trồng được rồi. Mà mình vẫn giữ ở trong cái chậu, khi nào nó bự thì là bự thì mình trồng ra đất ha các bạn. Đó, mình bứng như thế này. Các bạn thấy không? Được nguyên cả cái rễ của nó. Rễ của nó cũng khá là dài. Bây giờ mình sẽ trồng vô đây. Mình không có chậu nhiều thì mình trồng 4 cây vô chậu luôn ha. Khi nào nó lên chừng nửa gang tay cái mình tách ra cái chậu lớn, hoặc là mình đem ra đất mình trồng. Mình trồng thì mình rào lại nha các bạn, mình cắm mình rào lại chứ không thôi mình để không như vậy rồi không biết cây đó là cây gì, rồi con gà hay con vịt gì nó bơi cái gãy cây của mình. Mình trồng thì mình phải chăm, mình rào, mình biết đó là cây lựu để mình chăm. Đó, nhìn thấy thương chưa? Mình tạo một khoảng trống như thế này thì mình bỏ xuống thôi. Đó, cái phòng ươm của mình bây giờ rất là nhiều cây. Để bữa mình sẽ quay cái phòng ươm cây của mình cho các bạn thấy những cái cây mà mình ươm trong thời gian qua nha. 4 cây lựu như thế này thì 2 ngày mình tưới nước một lần nha các bạn. Cái lựu này mình tưới mỗi ngày một lần nước á, thì sẽ dễ bị ống lắm đó. Đó, chỉ cần 2 ngày một lần thôi. Mình trồng xong như thế này, mình chặn chặn xuống để cho cái rễ nó chắc ha. Tưới nước vô rồi mình chặn xuống như thế này nè. Đó. Rồi, mình tưới như thế này thì mình cũng để trên cửa sổ nha các bạn. Đây là những cây lựu mà hồi nãy mình bứng từ cái chậu này nè các bạn, qua trong cái chậu này để mình trồng đó các bạn. Thì mình để trên cửa sổ nha. Đó, mình để nè. Mình hứng cái tô ở dưới để mình tưới. Thì lúc nào mình ươm trồng cây gì á thì cái chậu á phải có lỗ thoát nước nha các bạn. Mình ươm hay mình trồng tất cả đều có lỗ thoát nước hết. Tại mỗi lần mình trồng á, các bạn gửi thư hỏi cô ơi, cái chậu này có cần đục lỗ không? Chậu nào mình ươm trồng cũng cần thoát nước hết, là phải đục 4 lỗ trở lên nha. Đó, lỗ bự á, lỗ tròn như thế này nè. Thì những cái cây này mình để trên cửa sổ đó, như vậy đó các bạn. Đây là cửa sổ. Rồi, thì phát triển 1-2 ngày mình tưới một lần. Còn cái hạt mầm này á, mình đang ươm những cái hạt giống trong này thì mỗi ngày mình tưới một lần. Khoảng 8-9 ngày thì nó nảy mầm á, thì mình đừng có tưới mỗi ngày một lần nữa, mình tưới 2 ngày một lần nha các bạn. Các bạn ơi, hôm nay thì mình đã chia sẻ xong cách ươm hạt giống của cây lựu như thế nào cho các bạn xem rồi. Các bạn nhớ trồng cho vui nha. Thì làm theo mình hướng dẫn, rồi sau đó những cái cây nó lớn lên thì mình sẽ có video tiếp theo nha. Bây giờ thì tạm biệt các bạn. Chúc các bạn ươm hạt giống thành công và trồng cây vui vẻ nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu các bạn xem video của mình các bạn cảm thấy yêu thích thì các bạn nhấn nút đăng ký để cho mình làm những video mới khác mình gửi đến cho các bạn xem cho vui ha. Các bạn ơi, nhớ nhấn nút like giùm mình nữa nha. Nếu các bạn muốn chia sẻ video của mình đến cho mọi người cùng biết, các bạn chia sẻ giùm mình luôn nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Tạm biệt các bạn.